Xin chào tất cả các em đã đến với lớp học văn của cô Thu ngày hôm nay. Các em ạ, hôm trước thì cô và các em cùng đi vào phần lý thuyết cách làm bài văn nghị luận. Trong bài văn nghị luận thì chia ra làm 3 dạng. Dạng thứ nhất đó là dạng tư tưởng, đạo lý. Sang đến dạng thứ hai đó là dạng những vấn đề xã hội. Và dạng thứ ba nó chính là dạng câu chuyện, bài học cuộc sống. Thì ngày hôm nay cô sẽ chứng minh cho các em dạng hiện tượng xã hội qua bài bàn luận về hiện tượng bạo lực học đường. Hướng dẫn các em viết dạng văn vấn đề xã hội. Trong phần mở bài, nêu nội dung vấn đề, trích dẫn nguyên văn vấn đề. Phần thân bài chúng ta cần phải nêu giải thích hiện trạng, nguyên nhân, hậu quả và hướng giải pháp. Ở kết bài thì nêu ra bài học nhận thức và bài học bản thân em. Trước tiên thì chúng ta đi vào phần mở bài. Trong phần mở bài thì chúng ta phải đưa ra, nêu nội dung vấn đề và trích dẫn nguyên văn vấn đề. Thì bạo lực học đường nó là vấn nạn hiện nay trong toàn xã hội. Đó là một cái tình trạng ngày càng lan rộng hơn, đặc biệt nữa là trong cái thời đại công nghệ số, nó xảy ra ở các trường học. Ở phần đầu tiên thì chúng ta giải thích bạo lực học đường là gì. Đó là những hành vi thô bạo, ngang ngược, bất chấp công lý, đạo lý, nó xúc phạm, trấn áp người khác, gây nên những tổn thương về tinh thần và thể xác, diễn ra trong phạm vi các trường học. Thì cái hiện trạng này nó là một trong những cái hiện trạng rất là phổ biến, lăng mạ, xúc phạm, chửi bới đối với người khác và thậm chí làm tổn thương đến tinh thần của bạn bè. Vì thế học sinh cần phải thay đổi cái ý thức của mình. Không chỉ là học sinh đánh nhau, học sinh làm tổn thương nhau, mà học sinh còn có thái độ không đúng với thầy cô. Các em lập ra nhóm đánh nhau, đánh hội đồng. Bạo lực không chỉ do học sinh mà thậm chí nhiều khi cũng có là do thầy cô đã làm cho vấn đề này một càng nặng nề hơn. Có thể nói là có một cái dẫn chứng vô cùng là đặc biệt. Vào năm 2021, đó là ngày 3 tháng 3, một đoạn clip 27 giây ghi lại cảnh nam sinh T ở lớp 10A1 trường Trung học Phổ thông Ngô Gia Tự, Đắk Lắk đã bị ba học sinh khác đấm đá trong nhà vệ sinh. Mà trước đó thì T có mâu thuẫn nhỏ với một nam sinh lớp 9 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn Ek từ trước Tết Nguyên Đán, xuất phát từ việc dán tem xe đạp. Sau đó nam sinh lớp 9 này đã nhờ một học sinh khác, học sinh lớp 10 của trường Trung học Phổ thông Ngô Gia Tự vây đánh nam sinh học lớp 10A1. Hình ảnh thì chợt tại điểm xảy ra sự việc, có nhiều học sinh xung quanh chứng kiến nhưng không ai tới can ngăn. Một số em thậm chí còn hút thuốc, cười hả hê. Đây là một trong những vấn đề mà đáng nghiêm trọng, là còn kết hợp với cái sự vô cảm của các em. Chúng ta sang đến phần nguyên nhân. Vì sao các em lại bạo lực trong các trường học? Bởi vì là do gia đình thiếu quan tâm đến các em. Thứ hai nữa là do sự thiếu hụt về nhân cách, thiếu kiểm soát hành vi của các em. Và thứ ba nữa, đó có lẽ là do kỹ năng sống của các em còn yếu và non trẻ. Còn sang đến phần hậu quả, thì với nạn nhân là tổn thương về thể xác và tinh thần, tổn hại đến gia đình, người thân, bạn bè, người bị hại,
và đã tạo cái tính bất ổn trong xã hội. Tâm lý lo lắng, bất an bao trùm từ gia đình, nhà trường đến xã hội. Ngoài ra, đối với người gây ra bạo lực thì đây là những cái con người mà phát triển không toàn diện, và cái mầm mống của tội ác là mất hết tính người sau này, làm hỏng cả một tương lai của chính mình, gây nguy hại cho xã hội và bị mọi người lên án, xa lánh và căm ghét. Chúng ta sang phần hướng giải pháp. Đối với những người gây ra bạo lực học đường thì chúng ta cố gắng mở rộng, nâng cao nhận thức cho các em để các em ý thức được lỗi lầm của mình đã gây ra. Và thứ hai nữa là gia đình luôn luôn tạo ra cái không khí ấm áp, hạnh phúc, quan tâm nhiều hơn đến tâm lý của các em. Thứ ba nữa, nhà trường sẽ đưa các em vào các hoạt động vui chơi để các em cảm thấy là các em được hạnh phúc trong môi trường này. Sau đây cô sẽ khái quát lại toàn bộ cái phần thân bài qua sơ đồ tư duy sau. Trước tiên chúng ta phải giải thích, và sau đó chúng ta nêu hiện trạng. Thứ ba nữa là nguyên nhân, hậu quả và hướng giải pháp. Các em thân mến, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã theo dõi kênh học văn của cô Thu.